Chiều ngày 11 tháng 4, Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ lãnh đạo là người đồng bào dân tộc thiểu số các cấp. Tính đến nay, lãnh đạo quản lý từ cấp phó phòng trở lên ở huyện là 51 đồng chí, trong đó cán bộ người dân tộc thiểu số có 17 đồng chí, đạt tỷ lệ 33,3%. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đề xuất tập trung chủ yếu vào lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nghề, công tác cán bộ, chính sách cho người lao động. Thông qua tiếp xúc đối thoại để nắm tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ đảng viên, nâng cao nhận thức, thực hiện tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, nhằm góp phần giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, bức xúc, những vấn đề phức tạp, đồng thời làm cho cán bộ đảng viên hiểu và góp phần bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật phù hợp với thực tiễn.